Xin chào mọi người buổi sáng nha. Hôm nay mình mới soạn được hai con Lenovo ThinkPad L580 nha mọi người. Đây nè, L580 hai con. Hai con đều là nói chung là một model, một cấu hình y hệt nhau. Và nói chung là y hệt nhau luôn, không khác nhau xíu nào hết trơn. Nếu mà có khác nhau thì chỉ là khác nhau về cái ngoại hình một xíu thôi. Mọi người xem mình sẽ mở cái cấu hình cho mọi người xem ha. Sau đó thì ngoại hình thì mình đi sau. Đây nè, nói chung là hai cái đều hơi hệt nhau nha mọi người, đều là LX580, lộn xin lỗi, L580 này là đều là máy 15.6 inch và màn full HD, cả hai con đều như vậy hết. Nó rất là hay, có phím bên hông để mà làm việc đồ đó, rất là dễ ha, dễ dàng cho những nhân viên văn phòng rồi đó. Nói chung là văn phòng á là làm con này á là sắm con này là mình thấy là quá là ok luôn. Sai rồi, mình bấm sai, đợi chút xíu bấm lại. Con này thì nó lên rồi nha mọi người. Đây nè, một con ThinkPad mà có i5 thế hệ 8 luôn nha mọi người. Thế hệ 8 nó chạy rất là nhanh, 8 CPU nè mọi người nè. Nó đã lên thế hệ 8 là 8 CPU nè. RAM là 8GB và con này SSD 256GB. Đó, cấu hình rất là tiêu chuẩn này, là thật sự là ai mà tìm ví dụ như văn phòng rồi làm việc mà tìm con mà ThinkPad rồi có thế hệ 8 đổ lên đó, RAM 8GB, SSD 256 mà màn hình lại Full HD nữa thì con này là sự lựa chọn tuyệt vời luôn. Trong tầm giá này là mọi người họ view rất là nhiều. Nên đây cũng vậy ha mọi người ha. Đó, đều là i5 thế hệ 8 hết. Đại khái là hai con như nhau nhưng mà mình phải view hai con cùng một lúc, bởi vì là mình đều bán hai con này hết. Đều bán hai con này, mọi người chọn lựa ha. Cái giá thì mình sẽ báo sau, mọi người chờ một chút xíu mình đi bấm cái màn hình cho mọi người xem. Con nào cũng SSD 256GB hết nha mọi người. Đây nè mọi người xem. Nè, màn hình Full HD nha mọi người. Con bên này cũng vậy. Mọi người đợi chút xíu mình mở. Tại vì đó là ở ngoài trời á, mình đem ra ở ngoài sân luôn. Nó sáng chân à. Nó sáng kinh khủng luôn á. Nhưng mà này là màn Full HD á, nên là thấy nó đã lắm. Đây là mọi người 1920 1080 nha. Nói chung là cả hai con đều như nhau hết nha mọi người, không có gì khác nhau hết. Chỉ khác là đây, con này phím của nó mọi người xem ha. Con này phím còn rất là đẹp, như vậy là đẹp rồi. Đối với mình đó thì mọi người thì nhìn video đánh giá ha, còn đối với mình đó thì là đẹp. Và đây nữa, mình mới nói là mình nói cho mọi người nè, lỗi ở chỗ nào. Lỗi là mình phải xả lỗ hai con này. Một con về là bị vận chuyển trên cái tấm này, mình nghĩ là tấm này nó giòn. Đó, được cái hãng bay á làm mình là lao đao vì cái này nè. Thì là cái lô L580 này là hôm á là kiểu dạng như mình về thì mình cũng muốn gộp á lại đi cho nó rẻ đó. Thành ra là gộp lại thì vận chuyển nó lại bể, còn gọi là tính non hóa già mọi người. Thành ra bể là không có phải là bể cái máy đâu nha mọi người. Nó nứt á, giờ nó nứt cái tấm ở phía trên này nè. Nó bình thường á, những cái chỗ khác người ta có thể là thay cái tấm này, lật cái tấm này lên người ta thay, nhưng mà nhà mình bể sao thì vậy. Mình bể thì mình để vậy đó mọi người. Nếu mà bán cho những ai mà không quan trọng ngoại hình thì sẽ rẻ hơn. Rồi đây nữa, trên cái nút nguồn không có ảnh hưởng tới nút nguồn nha mọi người. Cái tấm đều là cái tấm đó hết trơn á, cái tấm ốp lên á nó bể, nó không có ảnh hưởng gì tới
bản lề hết trơn á. Thật sự cái tấm này là một cái tấm ốp lên thôi, một cái tấm nhựa thôi, nó viền này, nó không có dính vô phím đâu, nó viền như vậy ốp lên mà nó có nứt như vậy. Thì con này á, là mình tính ai lấy á, thì mình để mọi người 5 triệu rưỡi nha. Đây, rất là đẹp ha mọi người ha. Cái gói mã nè 47935, nói chung là chỉ chê cái điểm là nó nứt như vậy thôi. Đây, máy đây ha, 15.6 inch mà con này mà tầm tiền như vậy, mình nói là xài quá đáng đồng tiền, quá sướng luôn, quá rẻ. Nói thật luôn, nói thật là con i5 thế hệ 8 mà như vậy là mình thấy là rẻ cực kỳ luôn. Nó chỉ là mình chịu khó là mình xài nó hơi xấu chút xíu, mà con này thì có nứt nhẹ, nứt nhẹ này, nó không có hở nhiều như con kia, cũng như vậy luôn. Phím phím con này thì đây nha mọi người đánh giá từng cái phím. Mỗi con là sẽ có mỗi cái mã mình view á, mỗi cái mã cũng bị như vậy. Và đây nữa ha, một tí chỗ này nữa cũng bị như vậy luôn, đều là nứt như vậy hết. Chỗ nào nứt thì mình có chỉ cho mọi người rồi đó. Cái mặt thì đây cũng rất là đẹp nha, cái mặt thinh bắc như vậy là đẹp rồi đó. Mấy cái dòng này nè, mình nói cho mọi người nó rất là ok, tại vì dòng đời mới á, dòng đời mới mọi người biết sao không, để mình nói cho dòng đời mới mọi người là cái jack sạc của nó cũng jack TPC luôn, jack đời mới, cái cây cái cục sạc của nó là sạc TPC. Cái sạc đó là mình có thể là sạc cho điện thoại cũng được, giống như ai xài Samsung thì sạc điện thoại Samsung cũng rất là tiện. Jack đời mới mọi người, cho nên nó là nó đã là thế hệ 8 rồi, ở đời cao rồi, còn TPC rất là tiện luôn nha mọi người. Màn hình lại full HD mà máy lớn nữa, 15.6 nữa. Này về nó nặng, hôm trước mình cũng vậy, nhưng mình đi mình tiết kiệm á, mình nói hãng bay người ta gộp, người ta ra gộp như vậy là tính già là hóa non á mọi người, xong rồi người ta gọi tính non hóa già chứ. Nhưng cuối cùng mới là hôm giờ mình bán xả lỗ mấy cái rồi, giờ cái này là lỗ tiếp đó. 5 triệu rưỡi một cái nha mọi người, có hai cái, ai chọn cái mã nào á thì báo em, tại vì á là đáng lẽ bán một cái như vậy, nhưng mà cái nào mà nó mẻ hay nó gì á thì mình phải báo cho khách. Hai cái nào cũng 5 triệu rưỡi hết. Máy là kèm sạc, pin là ok, bao trên 2 giờ. Rồi cảm ơn mọi người nhiều.